Siêu kinh điển shopwanbi.com tưng bừng khai trương. Sau đó nếu bạn là một người yêu thích Wanbi thì hãy nhanh chóng mua ngay cho mình một tài khoản siêu VIP tại shop. Ngoài ra còn có thêm vòng quay may mắn với rất nhiều phần thưởng có giá trị và tỷ lệ trúng thưởng là vô cùng lớn. Link shop mình sẽ để ở phần mô tả và bình luận của video này nhé. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Wanbi Legend, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chấp tài mới, kèm theo đó là một vài giả thuyết vô cùng thú vị trong Wanbi. Quay trở lại chủ đề chính trong video hôm nay, tiếp tục với phần 2 trong chuyên mục Q&A số 12 trên kênh của mình. Và lần này mình sẽ trả lời tất cả những câu hỏi còn lại của các bạn. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Hưng Nguyễn. Anh nghĩ trước đời tứ hoàng cũ thì liệu có đời tứ hoàng nào nữa hay không? Một câu hỏi thật sự thú vị. Theo đó, khái niệm tứ hoàng lần đầu tiên được nhắc đến ở chapter 432 thông qua lời của Phó Rock Cap, âm nợ của Luffy. Tại thời điểm đó, bốn tứ hoàng bao gồm Râu Trắng, Xanh Tóc Đỏ, Big Mom và Kaido. Và Xanh Tóc Đỏ chính là vị tứ hoàng trẻ tuổi nhất. Đồng thời, thông qua những lời mà Branil đã nói ở chapter 957 thì Xanh Tóc Đỏ chỉ mới trở thành một tứ hoàng trong vài năm gần đây. Điều này có nghĩa cái danh xưng tứ hoàng chỉ mới có cách đây không lâu. Bởi sau cái chết của vua hải tặc Roger, Râu Trắng được nhiều người cho rằng sẽ là vua hải tặc đời tiếp theo. Tuy nhiên, Râu Trắng đã không ngồi vào cái vị trí đó, bởi thứ ông cần chỉ là một gia đình đúng nghĩa. Và cho nên tôi cho rằng trước đời tứ hoàng cũ thì không có bất kỳ một đời tứ hoàng nào nữa. Và cái danh hiệu tứ hoàng chỉ được đưa ra sau khi chính quyền thế giới nhận thấy sự nguy hiểm của bạn hải tặc tóc đỏ. Tiếp theo là bạn Khánh Di với câu hỏi: em có giả thuyết rằng nếu Gáp đánh nhau thua với tứ hoàng đầu đen thì lúc đó Gáp sẽ hồi tưởng lại quá khứ của mình và chúng ta sẽ biết được sức mạnh của Gáp, đặc biệt là trận chiến của vua hải tặc Roger trong biến cố Godfly 38 năm về trước. Và đây chính là ý kiến của em mong được lên sóng. Đầu tiên có thể thấy đây là một giả thuyết rất thú vị, bởi hiện tại Phó Đô Đốc Gáp đang chuẩn bị lên đường đến hòn đảo Hachinosu, căn cứ chính của bang hải tặc tứ hoàng đầu đen, để đưa cô bị trở về. Và với những hành động lời nói của Gáp thì gần như chắc chắn sẽ có một trận chiến với tứ hoàng đầu đen. Dẫu vậy tôi vẫn cho rằng Râu Đen khó có thể đánh bại được Gáp, bởi ông là một người thuần về Haki, thứ sức mạnh gần như khắc chế được năng lực trác quỷ. Hãy nhìn cái cách mà tứ hoàng đầu đen hoảng sợ khi nhìn thấy vua bóng tối ra đây tại hòn đảo Amazonili thì có thể hiểu được tứ hoàng đầu đen sợ những người thuần về Haki như thế nào. Dẫu vậy những giả thuyết mà bạn đưa ra cũng hoàn toàn hợp lý, bởi tứ hoàng đầu đen là một người mưu mô và xảo quyệt. Và việc bắt cóc Kobe rất có thể chính là để dẫn dụ Gáp đến hòn đảo Hachinosu. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà tứ hoàng đầu đen bắt cóc Lum Budin, con gái của tứ hoàng Big Mom, với năng lực trác quỷ có thể lấy được ký ức của tất cả mọi người. Và nếu Gáp bị Râu Đen đánh bại thì đây cũng là lúc Râu Đen sử dụng năng lực trác quỷ của Budin để lấy tất cả ký ức của Gáp, đặc biệt là những gì xảy ra tại biến cố Godfly 38 năm về trước, thứ mà tứ hoàng Râu Đen rất quan tâm, bởi có thể thấy tứ hoàng Râu Đen đang ghi lại con đường của Dr. Sibet nhiều năm về trước. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên quá lo lắng, bởi vẫn còn đó Kuzan, một thành viên mới trong hai tặc tứ hoàng Râu Đen. Và cựu đô đốc Kuzan là người đã mang ơn Phó đô đốc Gáp rất nhiều. Và cho nên tôi cho rằng Kuzan sẽ có cách giải cứu cho Gáp nếu như âm nợ của Luffy bị Râu Đen đánh bại. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Khôi Phục. Anh nghĩ khi nào Oda sẽ để cho chúng ta thấy được sức mạnh của nhà cách mạng Dragon, cha của Luffy? Và mình thật sự rất thích câu hỏi này của bạn. Hiện tại Wanbi đang trở nên vô cùng hấp dẫn với những thông tin ở bên trong lẫn bên ngoài hòn đảo hết. Khi mà song song với những diễn biến ở bên trong hòn đảo của tiến sĩ Vegapunk, Oda cũng đã cập nhật thêm một vài thông tin ở bên ngoài thế giới. Lần gần đây nhất là sự xuất hiện của công chúa Vivi khi được cho là đã mất tích sau sự kiện quốc vương Nefertari Cobra bị sát hại. Và mới đây là những diễn biến không thể nào tuyệt vời hơn khi chúng ta thấy Xanh Tóc Đỏ cùng với các thành viên trong bang hải tặc của mình xuất hiện tại Elbaf. Còn nhà cách mạng Dragon, cha của Luffy, lần cuối cùng xuất hiện là ở chapter 1068 sau khi nhìn thấy Kuma biến mất ngay trước mặt mình. Để rồi sau đó Kuma đã quay trở lại thánh địa Medizoy. Hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy bất kỳ một hành động nào của quân cách mạng. Và cho nên tôi cho rằng chắc có thể ở chapter tiếp theo 1037 sắp tới, chúng tôi sẽ quay trở lại với nhà cách mạng Dragon, cha của Luffy. Và sẽ vô cùng tuyệt vời nếu nhà cách mạng Dragon xuất hiện ngay tại thánh địa Medizoy để giải cứu Kuma một lần nữa. Và đây cũng là lúc chúng ta biết được sức mạnh cũng như năng lực trác quỷ của nhân vật này. Bởi ngay cả một ngũ lão tinh như Saturn cũng đã xuất hiện thì Oda còn định che giấu sức mạnh của nhà cách mạng Dragon đến khi nào đây? Câu hỏi cuối cùng là của bạn Chi Trúc. Và mình đã trả lời câu hỏi này trong một video trước đó. Tuy nhiên mình vẫn muốn trả lời câu hỏi này một lần nữa, bởi nó vẫn nằm trong chuyên mục Q&A số 12 trên kênh của mình. Và câu hỏi của bạn như sau: theo anh, Zoro đã ngang trình với một đô đốc hải quân hay chưa? Và nếu được lựa chọn thì anh muốn Zoro sẽ đối đầu với đô đốc hải quân nào nhất ở thời điểm hiện tại? Và mình xin trả lời câu hỏi của bạn như sau. Theo quan điểm của riêng cá nhân mình thì hiện tại Zoro đã có sức mạnh ngang trình với một đô đốc hải quân. Thậm chí tôi còn cho rằng Zoro có thể đánh bại được một đô đốc hải quân trong một trận chiến sinh tử. Tức đó sẽ là một trận chiến sống còn của Zoro, hoặc trận chiến đó là để bảo vệ Luffy, thuyền trưởng bằng hải tặc mũ rơm. Bởi Zoro cũng đã từng nói rằng đến cả thuyền trưởng của mình cũng không thể nào bảo vệ được, thì cái giấc mơ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới của Zoro cũng sẽ không thể nào thực hiện được. Và trong số ba đô đốc hải quân của hiện tại, nếu được lựa chọn để chiến đấu với Zoro thì tôi sẽ chọn ngay đô đốc màu xanh Aramaki, người vừa công đuôi bỏ chạy ra khỏi Wano sau mà Haki bá vương cực đỉnh của Xanh Tóc Đỏ ở chapter 1056. Ngoài ra với bản tính thượng đẳng, tự cho mình là ở tầng lớp cao hơn so với người dân Wano, thì sẽ vô cùng thích hợp để đối đầu với Zoro, người có mối ân tình rất lớn với người dân Wano.
Ngoài ra, đô đốc màu xanh Arabaki còn là một kiếm sĩ, bởi khi đến Wano, vị đô đốc này có mang thêm một thanh kiếm. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại thì rất có thể Zoro sẽ phải đối đầu với đô đốc Kizaru. Khi vị đô đốc này đang cùng với ngũ lục tinh Satoon đi đến hòn đảo Ethel để ngăn chặn không cho Vegapunk đi cùng với Luffy và băng hải tặc Kurohime. Và nếu những gì mà tôi nói là đúng thì đây sẽ là lúc thích hợp nhất để Zoro trả lại món nợ tại quần đảo Sabaody 2 năm trước. Dẫu vậy thì tôi vẫn đánh giá rằng đô đốc Kizaru là đô đốc mạnh nhất trong lực lượng hải quân ở thời điểm hiện tại. Và cho nên tôi cho rằng đây cũng là lúc mà Oda cho chúng ta thấy được khoảng cách về sức mạnh của Zoro so với một đô đốc hải quân là bao nhiêu. Liệu Zoro có thể đánh bại được một đô đốc hải quân như đô đốc Kizaru hay không? Khi mà giờ đây Zoro đã mạnh hơn 2 năm trước rất nhiều, sở hữu thanh kiếm Diêm Vương Ma của Kozuki Uden, một samurai vĩ đại của đất nước Wano. Ngoài ra Zoro còn được xác nhận sở hữu có hai kỳ bá vương, thứ sức mạnh mà không phải ai cũng có. Và chúng ta nên nhớ rằng trong lực lượng hải quân chỉ có cựu tướng sư đô đốc Sengoku là người được Oda xác nhận có sở hữu hai kỳ bá vương. Và tôi cho rằng Haki Bá Vương chính là thứ sức mạnh quan trọng để dẫn đến kết quả của một trận chiến. Trên đây là tất cả những câu hỏi và câu trả lời trong phần 2 trong chương mục hỏi đáp Q&A số 12 trên kênh của mình. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.